Đụng xe. Ê, đụng xe. Chị ơi, chị ơi. Chị nè, hai tụi bay đi theo tao lại làm gì vậy? Nói, đi theo để làm gì? Hai anh ơi, tha cho em. Em buôn bán nhỏ, không có được nhiều tiền đó. Dứt đi. Tao cứ la tao hoài. Lần này tao thôi để cho đời tao nó thay đổi. Hả? Mày thôi để cái gì? Chưa nghĩ ra. Mà tao thấy nó đúng á. Lớn là phải biết suy nghĩ chứ. Chứ anh em tụi mình lông bông hoài, đau lòng mẹ cha chứ được gì đâu. Có mày lông bông á, chứ tao có việc ổn định mà. Trời ơi, chuyện xui rủi chắc là muốn mày ơi. Mà tao nói mày ổn định gì? Cái kiểu mà làm tài chính như mày á, có ngày nó không an toàn đâu con. Bây giờ tụi mình phải tính đường dài. Đúng rồi đó. Đụng xe. Ê, đụng xe. Ôi, chị ơi, chị, sao không chị ơi? Ê, không thấy ai, không biết ai gây tai nạn. Mày điên quá, nhìn là biết tự té rồi phụ đỡ lên con, đỡ có nổi đâu. Mày gọi cấp cứu đi cùng cái lộn nữa. Chị, gọi cấp cứu. Chị ơi, sao không chị ơi? Chị ơi. Dạ, bác sĩ cho em hỏi là chị trong đó có sao không bác sĩ? Đừng lo, tắm nắng thôi, không sao đâu. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Hai em bé đâu ạ? Đi kiếm đồ ăn, đói lắm. Tao cũng khác lắm. Tao biết đói với khác hả? Nhưng mà kệ mày, về ăn cơm mẹ nấu đi. À, mà cái bà chị bị té xe sáng sao? Tự vô coi đi. Nè. Dạ? Đi theo tao lại làm gì vậy? Ai đi theo chị làm gì đâu? Tao thấy tụi bay đi theo tao từ ngoài đường lộ kia rồi. Tao mới làm bộ tao chạy vô trong này để coi tụi bay có đi theo tao hay không. Ý như rằng, nói, đi theo để làm gì? Thì tụi em đi theo coi chị đi đâu. Ai mượn? Bộ lần đầu tiên thấy người đẹp đi giao hàng hả? Giờ, tụi em này ha. Em nè. Tụi em sợ chị cảm nắng cảm gió xỉu giống bữa hổm nên đi theo. Nè. Con hãy chứng minh cho má thấy con đã trưởng thành. Khốn hồn thì nộp hết ở đây, không đừng có trách tao. Hai anh ơi, tha cho em. Em buôn bán nhỏ không có được nhiều tiền đâu. Với lại tiền hàng người ta chuyển khoản cho em hết rồi. Em không có gì để nộp hết á. Tha cho em nha. Dứt con đi. Dừng lại. À, mày ngon.
nha. Ổn anh? Không sao, chỉ bị đau chân xíu thôi à. Cái này là phải 2 ngày mới hết đó sư huynh. Cũng đúng. Mà giờ tụi nó manh động thiệt chứ. Chú em mày đi đâu đó ngang trùng dịp quá vậy? Không giấu gì anh. Má em đuổi mày khỏi nhà rồi. Bả kia lông bông tối ngày. Sáng giờ đi kiếm việc làm, kiếm chỗ ở mà có đâu. Thôi, hôm nay chú mày có ơn với anh. Để trả ơn, mày ở đây làm với anh đi. Anh trả lương cho. Ê, anh nói thiệt luôn. Thiệt luôn. Ừ. Em xin lỗi, em vui quá, em xin lỗi, em vui quá. Mà để kỷ niệm ngày hôm nay á, anh lấy ít bia, anh em mình làm về ve. Em không biết uống, nhưng mà tay chân anh đau gì uống vậy? Mày khùng quá. Anh đau tay đau chân chứ phải đau họng đâu. Mày nói thiệt mày, mỗi ngày anh phải nạp miếng men vô mới ngủ được. Thôi để anh vô lấy. Ê, để em phụ anh. Anh Phương ơi. Ê. Hàng tới rồi em. Dạ. Làm ăn phát đạt dữ ha. Cũng nhờ em hết chứ đâu. Đây anh gửi tiền thịt. Rồi em cảm ơn. Còn này anh có chút lọc cho cô gái vàng trong làng giao thịt. Trời ơi ngại quá. Cảm ơn nha. Có gì đâu, giúp anh là được rồi. Bye ạ. À. Ê, ủa tao mới giao đồ anh đem phụ chứ. Đó, thôi khỏi. Mày chờ xíu anh rửa thịt xong mày sai giùm anh. Nè 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 nè. Cái máy này sao ta, máy mới này chứ. Dịch, xài hết đống thịt này giùm anh nha. Hết luôn anh, nhiều dữ à. Trời, có nhiều đâu nhiều. Không sao, tích cực quay thịt bằng tay dặn máy sao đấy. Ờ, anh đi giao hàng đi, khách hối quá trời kìa. Ok. Dịch ơi, nhìn Dịch, ra phụ anh này coi. Gì à? Ra làm về ve tối dễ ngủ. Trời, em uống này chắc em lăn quay luôn á. Ủa chứ mày tối mày không ngủ hay gì? Ờ, uống đi. Đã quách tần ta. Nắng như trời. Bia mà đắng. Thôi. Nắng quá. Làm cái nữa. Ủa sao mới kêu đắng làm tới tấp vậy? Thằng gì đâu, đồ yếu xèo. Nhanh đi Vinh, nhanh nhanh. Trời ơi, khách hàng hối gần chết. Quà xịn quá xịn. Xài muốn chết luôn. Nè nè, rang rang vô. Ở nhà giữ nhà nha. Alo. Rồi rồi rồi, đang giao quá nè. Trời ơi, hối quá. Rồi 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 rồi, tới liền tới liền. Ủa chìa khóa đâu ta? Chìa khóa kho mình để đây mà. Đâu rồi ta? Mới nãy còn ở đây mà. Anh tìm này đúng không? Chìa khóa của tao, sao mày có được?
vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện. Khi chị Thương bị cảm nắng ngất ngoài đường, chúng tôi đã đưa chị Thương vào viện. Tôi đã ngửi thấy mùi trên thùng hàng của chị Thương nên đã mở ra kiểm tra, trong đó là nội tạng bị heo đã hôi thối. Tôi tò mò muốn tìm hiểu chị Thương mang nội tạng hôi thối này đi đâu, nhưng khi bị chị Thương phát hiện, chị Thương đã khó chịu vì không biết chúng tôi là người cứu chị. Sau khi chúng tôi hỏi chị Thương về số nội tạng và bị heo hôi thối, chị Thương đã trả lời: tôi chỉ biết lấy hàng hư thối rồi giao cho anh Phương thôi. Ngày nào ông cũng lấy hết á, mà tôi không biết là ông lấy để làm gì nữa. Mà một lần lấy nhiều lắm. Chúng tôi thuê chân anh đến chỗ giao hàng và lấy được mẫu pate của chị Ba bán cho Tiểu Thương để mang đi giám định, vì chúng tôi nghi ngờ anh dùng nguồn thịt hôi thối để làm. Công an đã xác định pate này kém chất lượng và có rất nhiều chất phụ gia và thịt không tươi. Tôi cùng Cantillo lên kế hoạch để có cơ hội cứu anh. Về lý do kiếm việc làm để tiếp cận anh, đúng như kế hoạch, anh đã kêu tôi ở lại phụ việc cho anh. Khi tôi đề nghị phụ anh làm thì anh nói là không cần, chờ anh rửa rồi mang ra cho tôi xay thôi. Tao mới giao đồ anh, đem phụ cho. Thôi thôi, mày chờ xíu anh rửa thịt xong mày xay giùm anh. Anh đã khử mùi bằng hóa chất khiến cho nội tạng và đống bì heo không còn mùi hôi thối như khi giao tới. Tôi nghi ngờ và quyết định tìm cách vào phòng. Anh có thói quen uống bia trước khi ngủ nên hôm đó tôi đã giả vờ say xỉn cùng anh. Ra làm về về tối dậy ngủ. Em uống này chắc em lăn quay luôn á. Khi thấy anh cũng không biết gì, tôi đã lẻn vào lấy chìa khóa. Chờ khi anh đi giao hàng, tôi cùng Ken và Tilo đột nhập vào phòng kho. Tìm được chất bột thạch anh, hay còn gọi là hàng the, quá chất khử mùi, thuốc tẩy và chất bảo quản. Tôi đã quay và chụp hình lại để làm bằng chứng, để sau này anh không còn hỏi cãi. Bây giờ mời anh chúng tôi lên phòng. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn: không ăn những thực phẩm không rõ nơi sản xuất, không tham rẻ để mua những thực phẩm kém chất lượng. Khi bạn phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn hay kém chất lượng, hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Tôi là Vinh, chào khán giả, tôi xin chúc các bạn tránh xa những nguy hiểm.